Dạ vâng, mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Kay Lê Tuyết Liên quan đến à, bé La Vi, à, con của cố diễn viên Mai Phương Thì mấy ngày nay cũng đang được rất là nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng Cũng như là anh chị em nghệ sĩ quý vị Thì nhưng mà mấy hôm nay thì chúng ta chỉ quan tâm đến cha của bé, bà ngoại của bé, mẹ của bé Và những người đã quan tâm chăm sóc bé Chúng ta quên rằng một cái hình ảnh đứng ngoài sau lưng đã nuôi dạy bé cũng từ rất là lâu rồi Chính là cặp song sinh hai chị em của bé Mi mà hay được Ốc Thành Văn nhắc tới á quý vị. Và theo vài nguồn tin chia sẻ người người thân cận với Mai Phương rằng hai bạn gái song sinh này mà đang hỗ trợ nuôi bé La Vi cũng là một người bạn, cũng là những người bạn thân thiết với Mai Phương nha cả nhà. Lúc may phương pháp bệnh thì người nuôi bệnh chính là hai bạn song sinh và bạn bè thay nhau chăm sóc. Người nhà chỉ đến cho có mặt chứ không có giúp gì từ việc mua đồ ăn, giặt giũ, đưa đón con đi học đều là hai bạn giúp việc và bạn bè của Phương lo hết. Về di chúc thì ban đầu Phương có một cái di nguyện là để lại con cho hai bạn song sinh giúp đỡ và hỗ trợ. Sau đó thì Phương lại có ý định là sẽ ký giấy tờ từ con để nhờ sư cô tìm một gia đình nào đó nhận nuôi ở Mỹ và cho bé La Vi được đi nước ngoài khi mà sao phi nằm phương mất. Vừa qua thì ốc Thanh Vân cũng có gửi lời cảm ơn đến cặp song sinh này vì đã giúp ông bà và Mai Phương chăm sóc cho La Vi trong suốt thời gian vừa qua. Có thể thấy rằng họ rất là gần gũi với nhau và thân thiết với Mai Phương cũng như là La Vi. Theo tìm hiểu thì chị em sinh đôi này ở bên La Vi từ khi La Vi còn 2 tuổi và gắn bó với nhau như là ruột thịt vậy đó. Trên trang Facebook cá nhân của cặp chị em Song Sinh này thì thỉnh thoảng họ cũng chia sẻ những cái khoảnh khắc mà vui đùa bên bé La Vi và đi xa hơn nữa là những lần đi chơi cùng với Mai Phương khi mà Mai Phương còn khỏe mạnh. Tình cảm của họ dành cho nhau như là ruột thịt chính vì vậy mà Mai Phương đã từng có ý định để bé La Vi lại cho cặp Song Sinh chăm sóc. Có một điều linh cảm gì đó từ bé La Vi quý vị, ngay cái thời điểm mà Mai Phương mất á, thì tự nhiên bé La Vi lại nói với người vú nuôi là Dú ơi con sợ quá Khiến cho người dú nuôi phải trấn an bé và dỗ bé mì bé mới ngủ được Và một điều quan trọng là không chỉ có mẹ con của Mai Phương thân thiết với hai chị em song sinh này Mà gần đây và kể từ khi mà Mai Phương mất thì những cái thông tin về Mai Phương cũng như là những cái chia sẻ về Mai Phương Các nghệ sĩ đều hầu như là ai cũng tác cái facebook đang hình ảnh lên và chia sẻ thông tin cùng với trang facebook cá nhân của hai chị em song sinh này. Như dưới quý vị và các bạn đã thấy đó, một vài hình ảnh trên hình cho thấy là cái mức độ thân thiết giữa hai chị em song sinh và bé La Vi, chứng tỏ rằng La Vi cũng được nuôi dạy trong một cái môi trường tốt. Dạ vâng, trên đây là một vài thông tin về hình ảnh mà người đang chăm sóc và nuôi dạy bé La Vi thì. Chúng ta cũng cảm thấy khá là yên tâm phải không quý vị và các bạn? Chỉ mong rằng nụ cười của họ luôn nở trên môi và tình thương của họ luôn dành cho bé La Vi. Dạ vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết clip của Tuyết. Đừng quên nhấn ủng hộ giúp Tuyết cái nút subscribe kênh. Cái nút đăng ký kênh màu đỏ ở phía dưới clip nha cả nhà. Mình hãy nhấn thêm cái chuông thông báo ở kế bên để luôn là người đầu tiên theo dõi clip ủng hộ giúp Tuyết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.